Rồi bây giờ Tuyun sẽ hướng dẫn các bạn đăng bài lên trên trang web tuyun.vn nha. Mình sẽ đi vào cái blogger.com, đăng nhập bằng cái email các bạn cung cấp cho Tuyun thì nó sẽ ra một cái page như thế này. Ở trong này nó có chữ new post, các bạn bấm vô new post. Chỗ này bạn gõ cái tựa vào. Đối với bạn Hà thì nhấn vô cái video có cái tựa tiếng Anh là gì, mình viết ra tiếng Việt nha bạn Hà. Rái cá ti ti giải cứu sinh vật biển, bất kể ngày đêm để có được bữa ăn ngon. Cái nội dung tiếng Anh này để lên Google dịch. Em sẽ dịch ra tiếng Việt để biết anh biết cái gì. TT là con rái cá duy nhất trên thế giới biết cách cứu các loại sinh vật biển để đó lấy bữa ăn ngon hàng ngày ở Nhật Bản. Những người bạn của rái cá có móng vuốt nhỏ của anh ấy được nuôi làm thú cưng cho đến khi chúng chết. Rồi cái câu này là gì? Đọc thì thấy chả nghe cái xuôi tai nhưng mà em hiểu được ý đúng không? Thì cái ý là TT là con rái cá duy nhất trên thế giới biết cách cứu sinh vật biển. Biết cứu sinh vật biển. Biết cứu sinh vật biển để đổi lấy bữa ăn ngon hàng ngày. Ở Nhật Bản, đồng loại của rái cá TT, của chú rái cá bút bé này, ở Nhật Bản đi ha. Trong khi ở Nhật Bản. Trong khi ở Nhật Bản. Đồng loại của rái cá TT bị bắt làm thú cưng cho đến chết. Bị nuôi làm thú cưng cho đến chết. Nó nuôi chừng nào chết thôi chứ tương lai của rái cá không biết sao hết, hiểu không? Cả thế giới đang bắt chước chàng tiên cá TT. Rái cá nhưng lại biến giải cứu rái cá nhưng lại nuôi rái cá trong nhà chứ không có nuôi ngoài tự nhiên, nhưng lại nuôi rái cá trong nhà chứ không nuôi ngoài tự nhiên như anh ấy. Chàng tiên cá Tuyun đang vận động bảo vệ môi trường. Tại đang có 9 người
trên toàn thế giới ủng hộ chiến dịch Patriot kêu cứu rừng ngập mặn, ủng hộ chiến dịch Patriot cứu rừng ngập mặn của đấy. Cảm ơn tất cả những ai đã đối xử với Tiun. Xong cái bài viết của em, một bài thì em viết đơn giản vậy thôi. Rồi trong bài viết thì nó có cái video này đúng không, em copy đường link của video này. Đây là đường link của video nha mấy em, copy nó rồi đặt nó xuống dưới đây chỗ insert video nè, insert video nè, em bỏ YouTube vô rồi em bỏ cái video đó vô, bài cái clip này vô, vậy là xong rồi nha, được không? Rồi á, một cái bài viết nó không chỉ có một cái video và một cái bài như vậy, nó còn có một cái hình. Thì cái hình này á em sẽ chụp, một là em chụp hình màn hình của cái video, em dùng điện thoại em chụp màn hình của cái video để em làm cái hình. Hai á là em sẽ kiếm một cái hình trên mấy cái video nằm ngang của anh á, em chụp màn hình. Bây giờ để anh làm một cái, bên này là chèn video vô nha, video YouTube là xuống đây, cần một cái hình bìa cho nó nữa thì em sẽ làm ở đây, upload từ máy tính lên kiếm một cái hình bìa. Em có thể chụp hình màn hình của mấy cái video anh để lấy cái clip của nó cũng được, clip lấy cá cũng được. Hiện tại thì ok, làm sao để có một cái hình hình cái chú lấy cá nó đang ngồi ăn như vậy, chụp màn hình rồi gửi mail của em. Bài này nó bị thiếu tấm hình. Trời, hình nhóc rây cá tì tì của tôi. Rây cá tì tì là hình nó cơ. Hình nó trên Facebook cũng có. Nè, hình nó nè. Nè, hình nó nằm ăn nè. Hình nó cũng khá là nhiều nha. Thằng này nổi tiếng mà. Nằm ăn cơ. Đào tấm hình nó về được mà. Nè, anh đào tấm hình nó về nha. Em biết sử dụng phần mềm Photoshop đồ không? Thôi, cái phần hình ảnh này anh sẽ nói em sao nha. Tiếp theo, quan trọng là cái phần label trong bên này. Label là cái nhãn để người ta tìm trong một cái bài viết của mình. Ví dụ như lên trang báo tiun.vn đi. Cái phần label là cái nhãn nó được nằm ở đâu, cái nhãn nó nằm ở đây nè, là những thứ liên quan đến cái bài viết. Ví dụ bài viết này bán đồ bơi tiên cá thì những cái bài mà có liên quan đến cái nhãn cửa hàng đồ bơi tiên cá của TU, nó bấm vô cái nhãn đó thì nó sẽ ra tất cả những bài viết liên quan đến nàng tiên cá ha. Còn cái bài nhãn này là rái cá, cái này là bảo tồn động vật. Em sẽ tự viết ra những cái nhãn nó liên quan bài viết để người ta dễ tìm kiếm. Giống như là cái này là rừng đước. Cái này nó liên quan tới anh là Mementian. Đó. Rồi cái này là giải cứu động vật. Nhãn nè, những cái thứ liên quan, cái này là thế giới động vật. Là những cái thứ mà nó liên quan đến bài viết này, mình gọi là cái nhãn, và nó có những cái bài viết liên quan đến nó trong cái website này. Nói chung là label là những cái nhãn liên quan đến những cái cụm từ mà có thể tìm kiếm những bài viết liên quan, giống như là rái cá ti ti con này, tên của nó. Rồi cái nhãn để người ta dễ search những bài liên quan. Thí dụ em bài này về con rái cá ti ti thì người ta bấm rái cá ti ti, nó ra tất cả các bài của
ChatGPT trong cái trang báo này, hiểu không? Còn cái báo này nó còn chia vô một cái lĩnh vực nữa, gọi là lĩnh vực gì ta? Thú hoang dã hả ta? Hoang dã, động vật rừng, rồi thiên nhiên, cái gì khoa học đời sống, thế giới động vật, đúng rồi. Thế giới động vật đây ha. Đây là hoang dã. Rồi cái này chỉ cần 3 hàng chữ, 4 hàng là được rồi. Cái này anh làm tới 5 hàng không biết bấm lưu là được không? Em chỉ cần 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng cho anh, 4 hàng càng tốt. Nhưng mà những thứ liên quan đến bài viết. Đó là cái nhãn xong. Xuống đây đó, Search Depression ở dưới này. Search Depression là tìm kiếm những cái thứ liên quan ở trên mạng mà chỉ được tối đa 150 từ. Ví dụ như người ta lên mạng ta tìm lấy cá thì nó sẽ ra cái bài này. Trên mạng, cái này là tìm những thứ trên mạng, còn label đó là tìm những thứ trên website, à, rấy cá nè, người ta sẽ tìm về nuôi rấy cá, chăm sóc rấy cá, bảo tồn rấy cá, tiên cá ti un đó, tìm về anh cũng ra được bài này. Không, trong clip này hình như không có gì thấy anh hết đó. Cái này là giải cứu động vật. Phóng sanh cá, nuôi rái cá đó, nó cũng này thêm xíu từ nữa ha, rồi rái cá ăn cá, rái cá bút bé chứ đó, tìm cái bút bé là nó rồi, được rồi, 120 trên 150 rồi. Như vậy là anh lưu rồi em, rồi confirm để lưu. Thì cái bài viết này nó đã xong là em thấy là lên bài viết nè, anh bấm vô con mắt là nó ra bài viết để coi. Nhưng mà cái bài viết này á, thì nó dở một cái là nó không có cái hình nền để trên, nó có cái hình vuông nhỏ xíu à. Nên bây giờ mình sẽ làm cách làm một cái tấm hình ha. Tấm hình đó thì nếu mà em biết dùng Photoshop thì em làm tỷ lệ 4.3 cho anh, còn không biết thì thôi. Vô đây anh kiếm một tấm hình nào đó vừa có hình rái cá. Đó, giờ mình chưa làm tới đề tài vọc trên kênh YouTube Tiêu mà dùng khi vọc. Đây rái cá này đi, tỷ lệ 4.3, thằng này rái cá tiki hả, thằng này rái cá tina, thích ăn xúc xích, con này con khác nữa, nhiều con quá. Con này là rái cá tiki kia đời đầu, ok thôi, thằng này rái cá bị ghẻ quá là khổ luôn. Rái cá này đi, rái cá quá mà. Rồi anh để một cái hình này vô, tên là rái cá TT. Rái cá TT. Nè, cách đặt tên hình không? Cái bài viết này là gì ta? Rái cá. Cái tựa của video này là cái gì thì mình sẽ đặt cái bài viết như vậy. Rái cá ti ti giải cứu sinh vật biển đi. Rái cá ti ti. Lại đặt luôn hình gì đi, giải cứu sinh vật biển. Đó, đặt cái tên hình theo cái tựa. Đó, em thấy không? Mà em phải làm cái phần hình. Một là em chụp cái nền màn hình của cái video. Và là cách đặt tên là đặt giống như anh vậy, viết chữ cách khoảng chữ, không gạch nối chữ với nhau. Rồi thôi. Rồi đây là một bài viết chuẩn nha. Đây.
Bài viết này rất là chuẩn. Rồi bây giờ đây là cái link của đường bài viết này. Rồi anh sẽ cấp cho tụi em một cái quyền vô gọi là Google Business của bên anh. Cái trang này rất là quan trọng. Google Business này anh sẽ cấp quyền cho tụi em để tụi em vô được đây. Vô đây ở phần bài đăng nha hả? Phần bài đăng là em bắt buộc phải làm một cái tấm hình nền đó để em có thể đăng vô trong này. Em vô phần tính năng mới, em nhấn vô tính năng mới, rồi em mới đầu up cái ảnh đó lên, ảnh bìa đó lên. Cái gì? Đấy. Cá tê tê giải cứu sinh vật biển. Rồi anh lấy cái bài hình đó, anh gọi nó ra. Rồi trong cái viết bài đăng của bạn nè, phía dưới đây là tìm hiểu thêm nè, đúng không? Ở phần dưới thêm nút bắt buộc, em nhấn vô tìm hiểu thêm, em để đường liên kết vô, là đường liên kết là của cái này. Rồi sau đó ở trên YouTube của mình lấy cái câu tiếng Anh này anh đã viết nè, ấn vô trong đó. Rồi bởi vì mọi thứ mà viết lên trên cái Google Business này phải để tiếng Anh nha, bắt buộc. Và có cái hình, cái hình này vừa dùng trong cái website tuyun.vn, vừa dùng làm cái hình nền ở trên cái trang web này luôn. Rồi đó, em đăng lên như vậy, người ta sẽ xem những cái bài này. Những người ở trên mạng đang tìm kiếm về Tuyun, hiện tại tốc độ người xem ở trên tìm kiếm về anh xem map tới 2.099 người coi lượt. Lượt tìm kiếm về anh là 1.551 người. Lượt tìm kiếm hiện tại của anh là 3.666 người. Nên khi em đăng cái thông tin anh lên trên này á, thì cái hình đó kèm thêm cái bài viết đó, nó sẽ được nó sẽ được hiện lên ở trên Google. Đây, ví dụ như băng về anh thấy không, gõ lên Tuyun thấy không, thì cái bài viết đó nó đã hiện lên trên này và nó còn hiện lên trên cả website nữa. Em thấy hiệu quả ghê chưa? Và mình có một trang web dành cho quốc tế và một trang web dành cho Việt Nam. Trang tuyun.vn là em viết báo để kiếm tiền, còn trang web quốc tế là mấy cái câu tiếng Anh mà em copy em dán vô đó, thì nó sẽ hiện lên trên này. Rồi xong, hồi nữa cái bài đó của em nó sẽ hiện lên trên này. Nên anh bắt buộc cần phải có cái hình ảnh và để dùng cho website này và cho cả luôn bài viết của website.vn ha. Ok không? Đó, tiếng Anh. Và đó, ví dụ người ta mà nhấn read more đi, nhấn tìm hiểu thêm đi, nó sẽ nhảy lại vô cái bài này. Nên tiền